Ba cha con chào tất cả mọi người. Hôm nay ba cha con làm món thịt bò lúc lắc lắc phô mai. Bây giờ mình ướp thịt bò trước nha mọi người. Thịt bò về mình xắt cục vuông vuông nha mọi người. Mình ướp thịt. Làm cái món này thì mình ướp ngọt xíu lượng mặn nha mọi người. Đó, tỏi với hành tím bầm nhuyễn bỏ vô nha mọi người. Ướp mình để tiếng cái mình làm cho nó thơm và nó ngon. Ở đây gồm có 1 muỗng 2 muỗng đường, muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt nha mọi người. Bỏ vô. Nước tương bỏ vô nha mọi người. Tương nước thứ nhất là nó thơm, hay là nó không có mặn. Xíu dầu hào cho thơm nha mọi người. Cho miếng dầu mè rồi mọi người xào cho nó ráo nha mọi người, để nước quá mình lắc phô mai nó ngon. Mọi người nhìn thèm không nè, nó chất lượng mọi người ơi. Mình để xíu là được rồi nha mọi người. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không, bụng quá mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy thèm không, thơm nức mũi luôn mọi người ơi. Đó, mọi người cái gì được rồi nha mọi người, tắt lửa nha mọi người ơi. Đó, gì nữa được rồi mọi người. Đó, chia Chào sẻ mọi cái người, bụng cho mọi người. hôm nay con làm món khoai tây lắc phô mai nha mọi người. Nguyên liệu gồm có khoai tây, một cái phô mai và mấy tô để đựng nha mọi người. Trước tiên là mọi người có khoai tây nè, mọi người chế vô này. Thế đó, mọi người nhớ lấy cái ra nha. Thế bỏ phô mai vô. Tùy theo sở thích của mọi người rắc nhiều hết nha mọi người. Nhớ là rắc vừa vừa không bị mọi người ăn thôi nha, đừng rắc nhiều quá. Tiếng Hà lắc thôi mọi người. Mọi người thấy ngon chưa? Vậy thì mọi người thử nha. Ngon lắm cái nhà. Hôm nay con làm món bò lúc lắc lắc phô mai nha mọi người. Nguyên liệu chính gồm có bò nha mọi người. Mọi người nhìn bò nè. Và thêm phô mai đó nha mọi người. Con sử dụng phô mai này nha mọi người. Mọi người thích thì mọi người có thể mua và lắc nha mọi người. Bây giờ con lắc nha mọi người. Đầu tiên mọi người đổ phô mai vô nha mọi người. Mọi người nhớ đổ đều để cho phô mai nó ngấm vô bò nha mọi người. Rồi bây giờ đến công đoạn con lắc nè mọi người. Mọi người nhìn nè mọi người. Nhìn ngon không mọi người? Có mọi người thưởng thức cùng con nha mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Mọi người thích thì mọi người có thể làm thử tại nhà nha mọi người. Con ăn bò lúc lắc lắc phô mai với phay tây lắc phô mai nha mọi người. Mời mọi người ăn. Mọi người ăn nha. Mọi người cục bò này mọi người. Nhìn hấp dẫn không mọi người? Mọi người ăn nha.
Ngon quá mọi người ơi. Hai anh em con ăn xong rồi. Nếu mọi người thấy video này, nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người nhớ like, subscribe nha mọi người. Bye bye mọi người. Bye mọi người.